Theo phản ánh của người dân xóm Hanh, xóm Trung Ba, xã Điểm Thụy, vào khoảng đầu tháng 8 năm 2023, do trận mưa lớn kéo dài khiến cho một phần chân tường rào của trường Trung học phổ thông Điểm Thụy, huyện Phú Bình đã sạt lở. Cụ thể, phần chân tường rào được kè bằng đá có chiều dài 7m, cao 4,5m bị nứt lớn. Một phần đá ở chân tường rào sạt lở xuống đường dân sinh bên cạnh. Theo người dân, sự cố sạt lở công trình tường rào của trường Trung học phổ thông Điểm Thụy xảy ra đến nay đã tròn một tháng. Thế nhưng chính quyền địa phương và nhà trường chỉ có biện pháp cắm biển thông báo cấm người dân không được đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên, theo người dân, đây là con đường duy nhất mà người dân có thể đi lại hàng ngày. Việc chưa có phương án sửa chữa khắc phục đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của một số hộ dân trong vùng. Quá nguy hiểm với, với dân chúng tôi vì là đây trong khi đó là chúng tôi này là cả cả các em học sinh này đi học đến trường đến nơi rồi đến bây giờ cái đường đi như này các em đi được nào? hiện nay tại khu vực sạt lở người dân đã tháo bỏ rào chắn hạ biển thông báo và đi lại trên tuyến đường bởi theo người dân mặc dù biết là rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác là phải tháo rào chắn để đi lại theo quan sát của phóng viên các vết nứt của tường rào đang lan rộng đặc biệt là phần chân móng vết nứt ngày càng to có thể đổ xuống bất cứ lúc nào nếu không có biện pháp khắc phục Tôi có lên trình báo với địa phương là cái cụ thể là cái tường xếp đổ có cấp huyện cấp xã cấp huyện cấp xóm qua vào đây rồi nhưng hiện nay bốn ngày không có một cơ quan nào có tổ chức nào mà đến để coi như là nghiên cứu vào bờ này múc đi hay là xây lại đấy hiện nay nó càng ngày càng sụt nhưng mà dân hiện nay là không có đường đi bắt buộc phải giữ biển cấm đi để nó cái đường đi lại vận chuyển nguyên vật liệu mà ô tô đi qua đây người ta bảo cái đường này chúng tôi không vào được phải sớm nhất phát phục ngay cái cái tường này để cho dân chúng tôi đi lại mà không, nếu không anh không làm được ngay anh phải gạt cái tường này đi không để lơ lửng này ngang ấy À, coi như là là cái, cái 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 tai họa cho dân chúng tôi công trình tường giao của trường trung học phổ thông điểm thụy đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng nguy cơ đổ xuống đường là rất cao nếu không có biện pháp khắc phục trong khi đó việc người dân đang hàng ngày đi lại trên tuyến đường này là rất nguy hiểm nếu công trình đổ xuống không chỉ gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân trước sự việc này rất cần cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc khắc phục sự cố đảm bảo việc đi lại và an toàn cho người dân sống ở khu vực xung quanh